cặp vợ chồng thần kinh học cùng đoạt giải Nobel. Những nghiên cứu đột phá của cặp đôi thần kinh học Maybridge và Edward Moser đã mở ra những con đường mới cho nghiên cứu về khoa học thần kinh, tâm lý học và thần kinh học. Cặp vợ chồng đều sinh vào đầu những năm 1960. Edward sinh ra ở thành phố Alesund, Na Uy, tập trung nghiên cứu mối liên hệ giữa tâm lý học và sinh lý thần kinh và nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Oslo vào năm 1995. Maybridge là con út trong gia đình có 5 người con tại một trang trại cừu nhỏ trên một hòn đảo xa xôi của Na Uy. Cha bà là thợ mộc, còn mẹ ở nhà chăm sóc con cái và trang trại. Đầu những năm 80, khi đang học tại Đại học Oslo, Maybridge ban đầu không rõ về định hướng của mình. Tương lai của bà trở nên rõ ràng hơn khi có sự đồng hành của chồng bà sau này, Edward. Cặp đôi kết hôn vào năm 1985. Trong khi lấy bằng tiến sĩ và tiến hành nghiên cứu khoa học, cặp vợ chồng chào đón hai con gái, Isabel sinh năm 1991 và Eileen năm 1995. Vợ chồng Moses nhận bằng tiến sĩ về sinh lý thần kinh vào năm 1995 và sau khi được đào tạo sau tiến sĩ ở Edinburgh. Bước ngoặt sự nghiệp của hai vợ chồng đến khi họ gia nhập phòng thí nghiệm của John O'Keefe tại Đại học College London, UCL. Năm 2005, vợ chồng Moser phát hiện ra các tế bào trong não chuột có chức năng như một loại hệ thống định vị tích hợp, giúp động vật biết chúng đang ở đâu, đi đâu và đã ở đâu. Các tế bào này đã được chứng minh là tồn tại ở loài linh trưởng và được tìm thấy ở tất cả các loài động vật có vú, bao gồm cả con người. Không những thế, Moser còn đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy môi trường nghiên cứu hợp tác và hỗ trợ. Cặp vợ chồng đồng sáng lập Viện Khoa học Thần kinh Hệ thống Kavli và Trung tâm Tính toán Thần kinh tại Đại học Khoa học và Công nghệ Na Uy, NTNU, ở thành phố Trondheim, Na Uy. Năm 2014, vợ chồng Moser đồng giành giải Nobel sinh lý học và y khoa nhờ các khám phá về các tế bào tạo thành hệ thống định vị trong não.